Nhanh lên Vũ ơi, xong chưa? Cháo xong chưa? Con đói lắm rồi. Rồi, giờ cho cháo sôi xong cái là vú xé thịt gà cái vú bỏ vô cho con liền. Cậu hai, mấy bây giờ cậu đi vô phòng đi, lát nữa cháo nó sôi á, con múc con đem vô phòng cho cậu. Không, không có vô phòng, không có ăn trong phòng. Cứ múc vô đi, múc đầy tô nha, bỏ thịt nhiều vô. Dạ. Dạ rồi, đây. Được chưa, chưa gái? Dạ, múc đi sao đi con. Không chưa, nhanh lên. Rồi, biết rồi. Bây giờ nhiều cháo nè, rồi giờ nhiều thịt nè. Đúng rồi. Ừ, hôm nay cậu hai giỏi quá ha. À, tự biết đi xuống bếp và đòi ăn cháo nữa chứ. Rồi, xong chưa? Rồi. Bỏ nhiều thịt nha. Rồi, nhiều thịt. Rồi. Đi đây. Thôi cậu hai, để tôi bưng cho. Cậu hai bưng lỡ đổ vô người á, nó phỏng chết à. Không, không sao, con làm được. Từ từ. Hiếm khi cậu hai bình tĩnh nói chuyện vậy. Không chịu theo cậu hai á thì sợ cậu hai bị kích động, mà chịu để cậu hai bưng vậy á thiệt lo hết sức vậy đó. Bà chủ mà biết được chắc chửi tới sáng quá. Dì Sáu cứ yên tâm đi, cậu hai không có bưng vô trong phòng đâu, cho nên là bà chủ không có thấy. Chứ cậu hai bưng đi đâu? Cậu hai hả? Bưng xuống dưới kho. Xuống kho? Bị bỏ đói hai ngày nay, con sắp chịu hết nổi. Ông trời ơi, chắc còn chết quá ông trời. Tao không có để cho mày chết đâu. Tao đem cháo vô cho mày. Cô hai. Hả? Trời ơi, cháo nóng như vậy coi chừng phỏng tay đó cậu. Phỏng khỉ móc. Mày với con Huệ đừng có mà khi dễ tao nha. Tao biết cách bưng tô cháo không đổ một giọt luôn á. Mày thấy tao giỏi không? Giỏi, cậu là giỏi nhất rồi. Nhưng mà cậu bưng cháo vô đây làm cái gì? Ở trong đây vừa bụi bặm vừa dơ giấy nữa. Cậu mang vô phòng cậu ăn đi. Phòng tao thì lát 1 tấn nó bưng vô. Cái này tao bưng cho mày á. Cho tôi hả? Không bưng cho mày chứ cho ai? Trời. Ê, tao kể mày nghe chuyện này vui lắm nè. Tao nói á là tao thèm ăn thịt gà. Xong kêu vú sáu cắt cổ mận gà bự nhất cho tao ăn. Mà tao đâu thèm. Tao mang vô cho mày á. Má tao nói á là người bệnh ăn cháo gà mau hết lắm. Ăn đi. Đúng rồi. Mày bị cột tay vậy sao ăn? Hay là để tao đút cho mày ăn nha. Ý, đâu có được cậu. Từ đó giờ chỉ có người làm đút cho cậu chủ ăn thôi. Chứ ai đời cậu chủ lại đút cho người làm. Thôi, cậu làm vậy lỡ bà biết bà đánh tôi chết á. Tao đút mày đây má tao sao biết được. Mày bị bỏ đói 2 ngày rồi không ăn nữa mày chết đó. Bây giờ mày há miệng ra đi để tao đút cho mày ăn. Cháo tao thổi rồi, không có nóng đâu. Há ra. Ôm. Mày ăn một miếng gà nữa đi nha. Ê công nhận đút cháo cho mày ăn vui thiệt á. Đút cho người khác ăn vui vậy luôn hả? Bây giờ tao mới biết á. Sau đó giờ á mày không chịu chơi trò này với tao. Bây giờ nè, đổi lại đi. Mai mốt tao sẽ đút cho mày ăn. Mày không có được đút cho tao ăn nữa. À, bắt quả tang mày dám ăn chừng của cậu chủ. Cậu chủ, cậu không được làm như vậy. Bà bắt bỏ đói nó 3 ngày. Bỏ đói 3 ngày sao nó sống nổi? Tao cứ đút cho nó ăn đó. Mày mà mép má tao hả? Tao nói cho mày nhịn đói 3 ngày luôn. Đó là lệnh của bà chủ, cậu phải nghe theo. Cậu không được làm như vậy nữa. Cậu là cậu chủ, không được đút cho ở đỡ ăn. Đưa đây. Đưa đây. Mày trả cho tao, cho tao. Cậu hai. Thằng điên này, nó về mà đánh tao nhiều rồi nha. Hôm nay không có bà chủ ở đây, biết tại tao. Cậu hai. Cậu hai.
Hai! Cô Hai ơi! Cô Hai ơi! Cô Hai! Cô Hai có sao không? Sao rồi? Cô Hai! Cô Hai!